저는 유니파이브의 오하이오 구세바스입니다. 삼성 삼파이는 다이가 나파이 남풍노 동탕은 유니파이는 나파 수아니카 그 수업인데 니가 아야 네네네 이거 딱네 정말이에요 니라오 맞게라 나 조이야 정비오모아 Nói rồi. Chào tất cả các bạn đã coi hai Unify chưa? Chào tất cả quý khán giả. You guys have watched hai Unify on the live. Dạ thì chị quản lý đã bắn một nhát. Chị không có giỡn nha. Nói rồi. Các bạn ơi, các bạn đã coi hai Unify chưa? Các bạn chưa coi thì các bạn hãy coi cái này đi rồi hãy quay lại coi cái kia. Hello mọi người. Hôm nay chúng ta sao? Chúng ta cứ ngỡ là hai Unify được livestream mà hóa ra là chỉnh up lên cho tất cả mọi người cùng coi trước luôn. Không cần phải xem livestream. Cái gì nhỉ? Hai Unify ví dụ mà livestream thì là bắt buộc phải xem được tất cả những cái bản tính của mọi người lên trên chương trình. Thì đó là tập 1 của hai Unify, đó là 6 người hóa thành 6 siêu anh hùng như vậy. Hai 4 siêu anh hùng mà hai con gì đó. Có lý do gì mà mọi người lại chọn nhân vật đâu? Ai kiếm đưa bộ nào? Đưa nào? Em mặc cái này tặc. Mặc cái bộ đó. Không biết là đứa nào mặc vừa bộ nào thì là phải mặc nhân vật này. Giống như kiểu là nhân vật này là nhân vật không biết nhân vật gì luôn. Không biết nhân vật. Chưa sò sò sò. Em là fan hâm mộ của Batman từ lâu rồi. Sò rất là thích. Em cũng cướp bộ Captain trước. Tại vì khi mà nhìn vô 6 cái con đó, 6 con đi giật thì có 2 con không biết là ai thì chắc chắn nó không chọn rồi đó. Hay một con xanh lá, một con màu trắng là 2 con. Con cóc ghẻ đó. Con cóc ghẻ là con cóc không ghẻ. Còn bộ của Toki là bộ phải chọn cuối cùng cho nên là cái bộ ghẻ nhất. Tại vì không phải bộ đồ đó. Người ta bảo cái bộ đó bộ nhỏ nhất là dành cho Thành. Đúng rồi, cái bộ đó chỉ có một bộ đó nhỏ thôi. Nhờ. Nhưng mà thấy anh mặc cũng có vừa đâu. Thì đó. Cái áo cũng không mặc được vào mà phải buộc đúng không? Nhỏ quá, quá nhỏ. Cô đi thích Batman vậy thì nói giờ có sưu tầm hay là xem phim đặc biệt gì không? Nhiều lắm, về nhà cả tấn. Full bộ. Đâu chung là bóc ra coi cô đi. Để nhà rồi. Hôm trước cô đi lùng hơi lấy up sorry luôn rồi. Yeah. Người ta nói là phải để chủ nhà khai trương. Nó khai trương luôn rồi. Em có khai trương không em? Không ai chưa về. Mở ra. Sơ khai trương qua rồi. Khai trương rồi. Bóp thôi. Kia. Chúc mừng hai người. Ủa bình thường anh Tù cũng tính mặc quần xịp vậy hả? À không, tại vì cái con siêu nhân đó tội nên Tù lấy nó thôi chứ Tù không thích siêu nhân. Còn không thích siêu nhân. Mình mà kêu đổi thì không đổi. Tại vì cái con của em là con gì? Vậy mà kêu đổi thì không đổi. Tiếng niên gì đấy chủ? Ủa anh Sơn không thích Iron Man hả? Anh thích Superman. Mà thôi, thực ra là Superman hợp với Phúc và ấy hợp Iron Man hợp với Sơn hơn. Không nhau cảm nhận. Chúng ta mới có chiến như hai đại gia rồi. Ôi, tim nhà. Ở ngoài là một anh Thành mạnh nhất luôn hả? Ừ, Thành mạnh nhất luôn. Thành mạnh nhất thiệt. Đúng như kịch bản là Thành mạnh nhất. Không thì mà Thành là người cứ tay phải nhất ở đây. Tay Thành hay hoài động tay. Tay hay vận động cái tay phải nhiều. Anh vận động theo vận động thì nó có nhiều kiểu lắm em phải tự suy luận tự. Nhưng mọi người có thể thấy hai tay của Thành không cân đối. Không tay to hơn nhiều. To từ ngón tay luôn đúng không Thành? To từ tay to lên tới bàn tay luôn. Cắt rồi. Độ tuổi trung bình của fan Unify là từ 13 đến 20 tuổi. Xin lưu ý. Thành kìa. Bọn em lớn lên nhanh hơn. Bọn nó còn nói chuyện mắc rờ không ạ? Ủa anh Sơn, nhà anh có biệt thự trên núi thì hả? Hả? Sao có biệt thự trên núi ạ? Gì? Anh có biệt thự trên núi mà. Ở núi Thái Sơn á. Sapa đúng không? Sapa là... Đâu núi Gò Dấp. Núi Gò Dấp. Núi Gò Dấp. Nghe không? Rồi các bạn có hỏi gì về tập 1 thì các bạn có thể để câu hỏi lại nha. Ngày mai chúng ta trả lời. Ngày mai chúng ta trả lời nha. Nhưng
Unify sẽ tổng hợp và viết câu trả lời và gửi vào hộp thư cho các bạn. Vào mail từng bài. Unify sẽ inbox từng bài. Unify sẽ inbox từng bài có địa chỉ nhà đây trả lời. Ủa anh Tùng ơi, anh nhân vật của anh sao nó lại mới lạ quá vậy? Đâu, rất quen thuộc mà. Không, con đó nó nổi tiếng thôi em. Rất quen thuộc. Đó là hình ảnh trong phim Star Wars luôn á. Có nghĩa là phim Star Wars sẽ con đó. Star Wars, Star Wars. Các em nhớ là phải xem phim Star Wars. 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 Cuộc chiến giữa các vị. Star Wars là gì đâu? Không phải chuyện tranh Star Wars. Star Wars. Star Wars. Black Thunder sao? Star Wars. Star Wars. Black Thunder có Star Wars. Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda forever. Thành chưa coi phim đó luôn hả? Thành chưa quay mà. Thành ghét coi phim siêu nhân. Đâu phải siêu nhân đâu, cách siêu anh hùng. Siêu anh hùng. Ủa chứ anh copy thích con, anh thích nhân vật, thích anh hùng nào? Bê Sadako. Sadako. Copy chơi copy thì nhỏ lớn hơn người. Sadako là con lực lượng này đúng không? Cùng mặt Sakura ấy hả? Nói xem kìa. Kevin Ken. Kevin Ken. Kevin Ken. Thật ra trong cuộc đua xe thì anh Huy đang đua bao nhiêu vòng vậy? Một vòng. Anh không biết lặp được nửa vòng. Mọi người đua 3 vòng là Huy đua được hết một vòng rồi đó. Anh vừa đi bộ vừa ngắm cảnh nhìn. Đi bộ chạy từ từ. Cái bộ đi bộ. Cái đó mọi người coi là trời lại thấy là nhìn nó hơi chán nhưng mà thật ra ở ngoài thì phải đua rất là chăm. À, cái có một tại vì cái game đó mà. Lát đứt luôn à? Đứt bị lát luôn. Cái mông bị chảy một đường luôn tại vì khi mà mình lát đó thì không phải lát. Mông là khác nhau nha. Lát đứt. Nó bị chảy ra luôn. Lát đứt khi mà mình đeo seat belt á. Nó thắt ngay đây lại. Sau này lát đứt luôn. Thành tông lần sau rồi lát đến luôn á, văng lên lần trước văng, nếu mà không có cái đòi seat belt là bị giằng ra ngoài nên nó bị lát đến nhất là đúng rồi còn lại là bị thầy của nó leo hôm nay không mặc cái seat đỏ ngoài hả? Shut up rồi men nọ kìa hôm nay mặc Kevin Kim. Thôi rồi, câu hỏi tiếp theo nào. Hỏi tiếp theo. Thật ra ở ngoài thì tay anh nào mạnh nhất? Toki. Vẫn là anh Toki là mạnh nhất. Anh có bảo rồi, cái tay phải của anh là vô địch mà. Toki là tay trái của anh. Bây giờ anh Toki thử vạch tay trái với anh cô đi. Thôi chị mất sức, mệt lắm. Không, thật sự ở đây, tại vì ở đây là Tùng Maro với lại Toki là hai người mạnh nhất. Anh Lục Huy ơi, sao anh lại chọn cắp đầm vậy? Tại vì nó cũng to em ạ. Cái nó to vậy. Cái bộ là quay vú lên cái mặt. Đâu, cái bộ lại, Superman thì to hơn. Với lại có mấy khiên đó là cấp Superman thì quan đó cái khiên này. Nói đi. Rồi, đi xong chưa? Nói xong rồi, nhiều nhau. Em biết chứ. Em nói xong chưa? Xong rồi. Thì nói tiếp đi. Em xong rồi sao nói đi. Em nói đi. Kỳ quá. Chấm. Ok, câu hỏi tiếp theo. Anh Tùng ơi, anh yêu ai nhất trong Unify? Anh yêu anh. Thực ra là Unify là toàn tự luyện thôi chứ không có yêu ai hết. Ồ. Oh, thì tình yêu. Mưa. Ủa chiếc này thôi. Ủa ai vậy? Ai vậy? Anh Sơn ơi, em không ngờ là anh cũng biết chơi anh Giang á. Trời đất ơi. Nói về anh Giang thì Sơn là chuyên môn. Sơn là best. Chồng anh Giang. Mọi người có biết trẻ trâu mà ở trên mạng không mà hay hack không? Tùng là hack. Hay. Ở đây Việt Nam là tin nhắn dầu, tin chơi mua tiền. Yeah.
lớn, còn bốn đứa còn lại thì trẻ trâu. Chính xác. Người lớn là ai? Anh Lê người lớn này là đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bốn đứa già. Biểu hiện tuổi già. Tầm năm luôn nữa tóc bạc chưa? Nói thiệt đó, nói thiệt là già thiệt, chắc là già thiệt. Tại vì mấy cái hôm chơi game đó thấy mấy đứa xung quá trời, mà anh cảm thấy hết sức rồi không? Đúng rồi. Vậy mà cũng lát đít đó. Đó là gì? Khi mà anh chơi cái game gì đó là anh rất là tháo thắng đó. Cứ chạy full speed thôi chứ. Vậy là có nghĩa là tuổi già nhưng mà tính thì còn dễ trâu người. Hay quá. Hay quá. Quá rồi. Cô đi là sẽ chụp hình đông á. Hôm nay chúng mình ngồi ở đây là không có cô đi mọi người ha. Cô đi đâu vậy? Chúng mình ở đây là không có cô đi luôn á. Bắt rồi, bắt rồi. Em xin lỗi. Cô đi được cái chân rồi. Cô ơi, ở ngoài anh đua xe dữ lắm hả? Tụi mình đua xe ở tay đài mà. Không, mang nào, tụi mình đua xe đi đua xe. Không, ngày nào anh cũng chạy ráp hết mà. Không, không chạy ráp đua xe, tụi mình lấy máy bay nữa cơ. Thôi, tại vì anh thích cái xe đó, nên là anh cứ đập hết ga thôi. Anh thích chạy nhanh đấy. Thích tốc độ hả? Tụi quen rồi, mỗi ngày chạy mỗi ngày tụi quen rồi. Có nghĩa là tụi làm cái gì cũng nhanh hết. Vì an toàn giao thông, vì tôi chỉ tập 2 giây này xong đi chậm như anh. Anh Nam ơi, tóc anh màu gì vậy? Màu tức ngựa. Bên này chiến tranh rồi. Đấy, chờ đó. Brother thì thôi, thì quen quen đã. Lường mướt nhau liền. Hôm nay là hai mấy chị forever. Hôm nay là bà tao đang chơi sao thì cái như trend nhiều lắm. Bà cứ nói gì bên ta này là trong đầu là nghĩ ra một vài câu khác rồi. Cái này là của Wonder Woman mà. Cầm. Đó, hai con đồ đó. Wonder Woman là như này. Không, nó là skill mà. Nhưng mà cái này là đánh nhau. Còn Wakanda là như vậy. Đó là phải không? Để mà chào nhau thôi. Không phải vậy mà là gì nè. Vậy đúng rồi. Nãy giờ Huy làm bên đầu của mình. Đúng rồi. Cái này bên đầu của mình. Wakanda forever. Vậy trong nhóm mình ai yếu nhất? Chắc là nhưng mà yếu vì chuyện gì? Yếu có nhiều thứ yếu lắm. Hồi nãy mình đấu sức đó thì bây giờ thì anh nghĩ là anh cũng yếu nhất luôn. Bởi vì anh chạy xíu là anh mệt. Là báo cơ tay mà. À cơ tay hả? Cơ tay thì không biết. Chưa biết nữa, chưa đỏ. Hay giai đỏ. Đâu rồi, ba người thua giơ tay. Đâu nhỉ? Ba người thua đâu? Ba người thua là bạn là ba đứa mình nè. Mà đó ba không. Thôi bây giờ ba người vật tay đi, coi ai thua nè. Vô. Thôi cái này là mình cần trọng tài này nữa, trọng tài. Bây giờ mình đi đây nó đấy. Để luôn trọng tài cho nè. Nè mình lấy cái ghế cho mình kê tay. Đây ừ. Cho đỡ đau nè. Có những cái trận đấu như thế này thì mình cần sức uy tín rất là cao, mọi người hiểu. À người trọng tài đi thôi, lặp lại cảnh quay hồi nãy nha. Tại sao? Đấy góc mặt bên đó đẹp. Bây giờ mình thôi bây giờ Sơn cứ vô đi. Góc mặt bên đó xinh đẹp thì Sơn đấu thắng anh. Là sao? Thấy không? Thôi. Ở đây là trận chiến giữa hai người đàn ông. Hai người đàn bà. Hai siêu anh hùng mập nhất của ngày quay thứ nhất. Yeah. 1 2 3 vô. Ê đúng ra. Dạ. Ồ. chơi tay trái được không? Được. Tay nào cũng chơi được. Tay trái được. Em mới xong rồi. Nhưng mà mọi người tay trái mà. Em mới xong mới dùng được. Đây là một tay phải. Giờ tay phải chơi. Tay trái. Tay trái phải đi. Tay trái này như là mà tính. Rồi bây giờ. 1, 2, 3. Đi đấy kìa, đi đấy. Tay trái đây. Tay trái. Đã thua rồi. Đã thua rồi.
tên nào quan tâm tao không quan tâm bây giờ có bạn làm không lên có thời gian rồi thôi bây giờ mình đấu hai hiệp một hiệp tay trái hiệp tay phải nè một hai ba đâu chạy 200m để xác nhận cho tụi em thông tin này nha. Rồi,
200 thôi. Ủa chứ sao chạy nhanh mà đúng không? Chạy nhanh là tầm 60 mét thôi. 50 mét thôi. 200 là 200. 200 là chạy nhanh nữa. Dạ. Dài luôn hả? Chạy nhanh là 200 mét. 150. Nhưng mà tụi em nghĩ là anh Thỏ là chạy chậm nhất. Không em, anh Thỏ chạy nhanh lắm. Anh là cực kỳ nhanh luôn. Ngồi ăn ngoài đường mà nghe có tiếng chai vỡ là em Thỏ mất tiêu. Nói gì? Chai vỡ. Chai vỡ là sao? Hoặc là bây giờ đi ở ngoài đường nghe tiếng sấm rồi thấy nằm trong nhà rồi. Anh nhát lắm, anh nhát. Rồi là phải có động lực đúng không? Đâu. Thường anh cần những người phải che chở. Thường thì ai hay nói sàm nhất? Nói sàm. Sàm là tất cả mà sàm. Sàm là sàm hết nguyên nhóm luôn á. Không sàm nhất. Như là tổng ai cũng sàm. Ai cũng sàm. Không, nó sàm nhất mà, sàm nhất. Giữa Thành với Lại Tùng phải có một nguyên này. Không, Thành không có sàm, Thành không biết gì luôn. Thành là đánh bang. Thành là chuyên gia nói đem bang. Năm xung bể. Không, tức là năm người đang nói một câu chuyện, Thành vô, Thành nói một câu chuyện đi khác luôn. Không liên quan luôn. Mẹ vô Thành đang mẹ lại câu chuyện. Lại đang chiếu câu chuyện đấy. À, hồi trước khi đi học môn gì các anh học giỏi nhất? Anh thể dục học giỏi hết sao rồi? Thể dục. À không phải không giỏi thể dục nhất, phải giỏi nhất cái ta. Mỹ thuật. Vẽ. Không em tính năm tính nhất là thể dục. Thể dục vẽ đẹp lắm mà. Anh nhớ thi tùng vẽ đâu? Ừ. À, em cũng rẻ được biết trực thăng nha. Chứ trực thăng nha. Vẽ được trực thăng. Vô. Có nhớ không? Về khả năng vẽ vời thì sau này tụi em sẽ thấy năng lực của Duy Phan. Các bạn sắp thấy rồi. Tập. Anh thì chắc cũng môn mỹ thuật. Cấp này giỏi hơn nào? Khó. Ai lầy và nhoi nhất nhóm vậy? Lục Huy rồi mày nhoi nhất. Lục Quang Lục Huy này chàng đầy năng lượng. Người ta gọi là phơi phới. Huy năng lượng. Huy mùa xuân. Huy thanh xuân. Huy thanh xuân. Ngoài Tùng ra thì anh Nam sợ ai nhất? Khó. Trong Unify, ngoài Unify anh. May là Nam sợ anh đó. Mà nãy giờ đó, hả? Nam đâm anh mấy phát rồi đó. Không sợ là chắc là ờ, nếu mà giả gái thì nhóm mình ai xinh nhất? Anh giả rồi. Không, cái này bạn hỏi thì không, Thành rồi. Thành là Nam. Thành. Nam có đôi chân giống gái không? Thật sự là đôi chân của Nam là giống con gái nhất. Nhưng mà mặt của Thành mặt giống gái hơn. Không. Nếu mà giả gái đẹp thì chắc là mặt Nam với mặt Sơn giả đẹp nhất. Nam thì không Sơn mà không. Thật sự thì chị có những tấm hình giả gái của Unify, tương lai chị sẽ tung lên cho em coi. Và chị xác nhận là Toki giả gái là đẹp nhất. Y như một đứa con gái luôn. Một cô gái mà hoàn hảo nhất á là có mặt của Toki, chân của Huy, cái vai của Toki. Cổ keo hơi to, cái cổ của anh. Cái hột hơi hơi xấu. Không, trừ cái hột đi. Cổ của anh với lại Tùng không được gì hết. Cái nói chung là cô gái đó chỉ cần không giống Tùng là được. Cô gái đó thì giống Tùng. Chị ráp nhiều quá mà. Tóm lại là gì? Giờ sao? Để dân Tùng phải ra. Mong một tổng. Tại vì Tùng á, có những tình yêu có cảm giác là Tùng rất là xinh gái. Thiệt sự là Tùng rất là xinh gái. Nhưng mà chỉ có gái ở đây thôi. Dạ gái rồi. Lạc lạc đâu á, ở đầu lạc luôn. Giống thiệt đời chứ không? Vậy ai là người chững chạc nhất nhóm? À, thật sự thì không có từ chững chạc trong định nghĩa của Unify. Nếu mà thật sự là im lặng cho bớt nói thì chững chạc nhất là Kayo nha. Ok. Trong nhóm Thỏ có sợ ai không? Chắc Thỏ sợ bản thân mình. Không đúng. Sợ bản thân mình. Thỏ không có sợ nhóm Unify của em. Thỏ sợ nhóm khác. Thỏ sợ nhóm khác. Thỏ chỉ sợ mẹ thôi nha. Ừ hay lắm. Sợ má. Ủa không sợ mẹ hả? Sợ má. Ừ má. Ai cũng sợ mẹ mà đúng không? Không sợ má. Má thì mẹ mà. Có một bạn thì cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi là mọi người thấy chị Han Sara như thế nào? Ra về chị về cho Tùng. Tùng trả lời thay cho anh trả lời Tùng ơi. Dữ. Rồi mỗi người nói một chữ đi cũng được. Rồi một từ rồi. Huy
thấy gì anh ra ra kit 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 anh Tùng chọn từ dữ, anh Sơn chọn từ gì, anh Sơn nói nhanh nè. Dây. Dây, rồi. Thành khen. Thành khen. Rồi Nam. Nam nói trước đi. Bùng. Bùng, rồi. Nói cái gì? Ồn. Ồn nào á? Sexy. Ôn. Sexy, à ồn. Anh Nam chọn từ ồn nha. Rồi anh Thành. Anh Thành kết câu chuyện nè. Thôi anh không nói, anh mà nói là Sara sẽ mất hết fan đấy. Đây là thôi. Ôi anh tôi tin duyên thật sự. Vậy trong nhóm mình ai là người hiền nhất? Hiền nhất là chắc là hiền từ sao ra. Đến lúc mà không chịu được nữa là kêu dữ nhất. Ồ kêu là một người cảm giác là cứ tích những thứ vô trong người khi mà nó bùng nổ ra thì cả năm người còn lại không bằng. Sao bắt anh em chạy? Sao em lại như lúc bùng nổ là vẫn thế? Đâu chưa bùng em ơi, bùng nó giết em luôn. Kêu bùng nổ khiếp lắm. Những người mà kêu nổ giận như vậy đâu còn sống. Không có ai kể lại là cái nỗi cái sự giận dữ đó như thế nào. Không có ai bùng làm mai lên bảo bao sạch hết rồi. Ơi trong nhóm Unify ai giỏi thể thao nhất? Thể thao hả? Ấy thể thao là môn thể thao, thể thao gì vậy? Thể thao bộ vệ. Tại sao? Tại chuẩn bị có những môn thể thao mà người sắp biết mà. À đúng rồi. Mọi người sắp được biết rồi, sắp được rồi. Biết rồi. Hồi đi học ai hay bị phạt nhất? Ai bị phạt mà? Ai bị phạt? Hay bị phạt nhất, ai bị phạt nhiều nhất? Như là cảm thấy mình kiểu như cá biệt á. Ờ, bạn Tùng rồi. Ai trốn phạt được người ta? Em, anh cảm giác là anh là thôi, thôi, chưa thôi. Bị bắt. Tốt tốt khoe xấu che mình mất. Tốt khoe xấu che. Ờ, trong phạt. Nhóm ai ai mập? Tùng. Tùng. Rồi, mới quen nghe đây rồi. Không phải tại vì con người quá lùn quá nhỏ luôn nên là. Chắc là anh lùn. Một cơ thể thì anh là suy dữ rồi đêm đi. Sự càng cao. Tùng biến mất người rồi mọi người à. Có một bạn hỏi là ai dũng cảm nhất nhóm thì thực sự chị trả lời dùm là không có ai hết. Mọi người nhét ra nhất nhóm thì các bạn đã biết rồi. Ví dụ mà trong một căn phòng mà có 6 thành viên như vậy mà trộn vào ấy, 6 thằng chắc chắn là xin lỗi. Mấy chút đâu mấy chút nào đây come in em Lu ơi. Cảm thấy gia đình mình yếu đuối nào ơi. Anh Tùng ơi, nếu mà anh đặng gái thì anh thấy thành viên nào đẹp trai nhất nhóm? Tùng Maru. Anh ơi anh đặng gái rồi phải là anh bỏ ra chứ. Đẹp trai nhóm à? Không biết cái người gì hả? Anh là gái mà vẫn đẹp trai nhóm. Gì là giải phẫu rồi? Lâu ra không phải đẹp trai nhất. Ai tập? Michele hả? cho cái máy quay về phía người con gái ấy kìa. Ai đẹp trai cả? Ai đẹp trai hả? Trả lời câu hỏi vốn không dám nói ra. Một câu trả lời vô nghĩa. Có ai hỏi em gì nữa không? Ai chơi game giỏi nhất Unify? Game gì mới được? Nếu mà chơi game mà chơi bằng tiền á thì anh Thành là người giỏi nhất. Kể cả không bằng tiền Toki vẫn best. Vẫn không là người giỏi nhất. Tiếp. Ai thân với chị Han Sara nhất? Lục Trời ơi. Kìa. Kìa. Lục Phi. Không phải không à? Thân mà thân. Huy hay nhảy K-pop chung với Sara. Đóng cho em kia xong trả tiền cho em rồi đuổi em đi rồi. Đó là... Anh Nam ơi, anh thích gì nhất? Money. Ủa, anh giàu lắm mà, anh là Batman mà. Trời, đó là nhân vật của anh thôi. Người Pop. Nhưng mà... Anh người Pop nước ngoài đời mà. Ai thường bị ăn hiếp? Ủa, chuyện đó ai cũng biết mà. Anh thường bị ăn hiếp. Ai? Tôi là người thường bị ăn hiếp nhất đây. Thực ra là ai hẹp em? Không, thật ra chắc là cô đi á. Ừ, cô đi. Anh Sơn ơi, anh ăn muối từ hồi nào? Từ lúc mới đẻ. Mới đẻ ra bây giờ ăn muối rồi. Muối ớt. Muối ớt. Không, em nghĩ là đôi khi là muối nó hút hết sự mặn của anh ra ngoài đấy. Nói gì phải học một chút. Là
không mối vào người xong rồi hút nước ra anh đi đâu anh không mối hút thì mối đi ra đường nào em phải dùng từ chính xác là anh Sơn ăn nhiều muối quá anh Sơn bị bão hòa anh kêu cái đó mới đúng anh cho tới giờ uống mấy năm nước biển rồi mà không mạnh được nhạc rồi Tùng anh Tùng ơi mẫu người bạn gái của mẫu người bạn gái của anh là gì Tùng nhà mẫu người bạn gái kìa tóc ngắn dài LCD à, LCD LCD là LCD là TV mà chung thủy hả chứ không chung thủy trường tồn đó thật ra à được mẫu gái của anh hả anh họ Đinh Dương Lan Ngọc thần tượng của anh họ là ai anh họ ơi anh biết rồi cô cám á cám á nhớ cô cám á cô cám như thế cô tắm cho không em biết phim tắm cám không hả bữa đi coi với em mà nói gì đó anh coi màn hình thôi ủa anh có coi mày coi chung em sò này em sò cảm đi coi chung luôn tâm cơ hiểu hình không đi qua ủa không biết Đinh Dương Lan Ngọc hoàn kỳ vậy ta chị xin Đinh Dương Lan Ngọc ai ta cái chị đang đóng phim nó qua Sài Gòn á chính từ rồi cái chị đó qua Sài Gòn chưa xem luôn không xem luôn vậy chín mười À, khi nào thì mấy anh định lấy vợ? em hãy hỏi hai cái anh mà già nhất nhớ sắp tới tuổi lấy vợ rồi. No. Anh nghĩ người lấy vợ sớm nhất đôi khi là Tùng Maru. À, thần tượng của anh họ là ai? Thần tượng của anh à? Chẳng tự nhiên đùng cái anh nói. Hà Đông. Cái gì cơ? Hà Đông. Tắt. Hà Đông là sao? What? Tắc. Anh chẳng biết anh thần tượng ai nữa. Tắc. Qua thêm nhiều người lắm. Tắc. Tắc là sao? Tắc rồi. Rồi. Mẫu người bạn gái của anh Tùng. Tắc anh Tắc. Mẫu người bạn gái của anh Tô Kỳ. Tắc. Về Tắc là gì? Tắc. Của anh ấy hả? Ừ. Tắc là chanh đó. Tắc cái chanh. Tắc là chanh đó. Mấy đứa này như vậy phải đang học cái chẳng biết. Anh cứ thích là anh nói chung là em đừng à? Từng đặt câu hỏi cho anh Toki nữa chán lắm rồi nha thích là quốc à thích là quốc à anh đùa thôi anh tắt chỉ thích quốc thôi thần tượng của anh Huy là ai thần tượng của anh Huy á Eric đúng rồi đúng rồi Eric chỉ là bạn thôi thần tượng là EXO. Wow. Wow. Là con X mà bỏ vào xô nhá các bạn. Là con EXO. EXO. Đây là EXO hiểu không? EXO. Hả? EXO. EXO. Ý nó đang bảo là phát âm sai hiểu không? EXO. Phải EXO, EXO là gì không biết gì. Mình đọc cái kiểu miền Bắc đúng không? Miền Bắc. Miền Bắc là sao? Không miền miền. EXO. 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 Anh Sò ơi, anh có định sống cả đời với muối không lấy vợ không? Trời ơi, em còn phải hỏi nữa. Em thiệt là sự lắm rồi. Sò phải ăn muối gỗ tới già. Chết luôn. Vậy là anh sẽ không có con cháu sao? Chăm. Quà. Chăm. À, trong nhóm mình tính ai diệt nhất? Phục. Lạ lùng. Tu phò bè. Tu phò bè. Tại sao lại diện? Thì cũng bình thường mà. Chắc ở chung mới thấy bình thường. Chắc ở chung thấy bình thường. Không, ở chung còn thấy giỏi kinh hơn đó. Đó là vậy đó. Ví dụ không nhưng mà. Ví dụ Nhanh lên. Ví dụ quá. Ừ. Lẹ đi. Chưa rồi. Hai nhìn em về ánh mắt thì không. Em thấy, em có thấy gì em mới nói. Nó thấy không? Thấy kiểu này không? Nó không, anh là bình thường, anh mà. Mày không nói mày Rồi, thôi mấy em đừng hỏi những cái câu mà gây chia rẽ nội bộ như vậy. Ok, next. Rồi. Anh Toki, anh là mùi con gái, anh sẽ yêu ai trong nhóm này? Anh sẽ yêu anh, biết lắm. Tụi em đừng hỏi những câu như vậy nữa nha, tụi em tự biết câu trả lời rồi. Anh Thọ hết chặt khớp cho anh. Anh đỡ rồi. Trời ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi.
Sưu lâu lên. Làm cái hôm mà sắp đi diễn là tâm kỳ sẽ bị lại người yên tâm. Sắp tới ngày diễn là sắp bị lại đâu lắm. Nó lịch, nó lên lịch. Nó đập bỏ thức lên rồi. Anh Thọ ơi, anh có thể khoe sáu múi của anh không? Người hay lên, mọi người hay lên Facebook anh vào trang cá nhân anh vừa up ảnh sáu múi của anh đó. Cái hình anh người ta chỉnh được. Đâu nhưng mà không, mọi người cứ xem đi thôi. Quan sáu múi của anh màu hồng. Hồng màu hồng, màu đỏ chứ? Hồng hồng à? Sáu múi gì màu hồng? Người vẽ đó. Lại dí bậy rồi. À, các anh có thể dùng một từ để mô tả tính cách của chị Nhi không? Bắt đầu. Từ trái có phải à? Ok. Xinh. Xinh nó phải là tính cách đúng không? À, thế nào? Tính cách nào? Dễ thương. Rồi. Một từ thôi mà. Một từ đó là một từ. Không, cái đó vẫn tính là một từ thôi. Cô đi. Quên. Quên là gì? Quên là sao? Đây, họ, tính họ tính hay quên á hả? Ý của cô đi là không ấn tượng mấy chị Nhi. Không phải. Thế là cô đi đã từng thác môn là không hề sợ chị Nhi bản nắng chút nào. Muốn gặp luôn. Chưa đó không thích nói chuyện. Không thích nói chuyện với ai. Thế là chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Tự nhiên chị Nhi đang coi. Kêu. Ủa, từ gì kêu? Nào, nhanh nào. Ok. Ok. Rồi, copy. Tình cảm. Maru. Sâu sắc. Độc Huy. Sâu sắc là tính cách là... Rồi. Trời ơi. Quyết liệt. Rồi. Rồi thiếu từ nữa nhưng mà... Thôi. Tình gì tổng khổ. Thôi, chậm tôi đi. Tôi chắc. Đi chắc. Mày định nói chị Nhi người ta là tôi tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cách rồi. Tuyệt vời. Cũng biết rồi đấy thì nhưng mà mình không muốn nói. Anh Tokyo ơi, sở thích biến thái. Cô đi. Là vì Tokyo không thể nói nên sau đây sẽ là bạn cùng phòng. Diễn đàn của đi cô đi. Bạn cùng phòng. Đây là cơ hội tỏa sáng của em. Đây đang cận mình em rồi đó. Có nên nói không? Cái vụ người tất chỉ rồi đúng không? Cái của anh. Các em, mặc dù sở thích của Toki thì chưa bị lộ nhưng mà sở thích của cô đi là tự hủy tất của mình nha các em. Toki thích mỗi lần mà đi toilet mà đi nặng á là ngồi em nói tới tầm tiếng lận. Thì sao rồi, Mà làm gì trong đấy? Tại mà không giỏi, ngồi ngửi. Mỗi lần tôi đi toilet là một tiếng đồng hồ. Sắp chụp lại nữa. Yeah. À, còn chụp hình lại nữa đúng rồi. Chụp hình lại. Cho quen em. Mỗi ngày một size khác nhau. Chụp tí nhiều cái gọi là. Nó gọi là việc bảo tàng xịt không? Việc bảo tàng. Bời ghê quá à. Các em. Quên cái đoạn này đi nha. Em mày nghe anh có sai không? Anh nghĩ gì không? Mày nghe anh cái thành có thể có một yêu thích không? Được xếp là một thư mục riêng để ngồi ngắm lại á. Nói chứ. Có quá hả? Nói ở dưới. Này là món gì? Món gì? Hôm nay ăn cơm tấm cơm đi. Hôm do muốn mẹ ở nhà làm này. Rồi. Hôm nay mày lỏng cà chua và rau già. Anh Thọ xạo quá tụi em. Rồi đó là anh